Vâng, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với khóa học rất mới và rất hot của thị trường hiện nay. Một trong những cái khóa học được kỳ vọng và trông đợi nhất dành cho các nhà đầu tư, giới đầu tư tiền ảo hay còn gọi là tiền kỹ thuật số. Khóa học có tên là Đầu tư tiền kỹ thuật số dành cho các nhà đầu tư. Chúng tôi sẽ cung cấp cho các anh chị và các bạn những hướng dẫn cơ bản và thiết yếu nhất dành cho một nhà đầu tư chuyên nghiệp. Nếu như bạn đang có ý định quan tâm đến thị trường tiền kỹ thuật số hay còn gọi là các đồng coins, nếu như bạn đã và đang trade coins, tức là mình mua bán để kiếm lời, nếu như bạn đang đầu tư ICO mua các đồng tiền ảo, token vân vân, thì đây có thể sẽ là một khóa học giúp bạn bổ sung kiến thức rất nhiều. Vâng, để bắt đầu khóa học này thì tôi sẽ dành tặng các anh chị một video nói về khóa học tổng quan. Vâng, đầu tiên thì tôi sẽ nói về chủ đề, những nội dung chính của khóa học này. Vâng, thì khóa học này là cái khóa học mà chúng tôi đã dành nhiều thời gian, công sức và tiền bạc ra để tổng hợp và phân tích lại những cái kiến thức quan trọng trong cái lĩnh vực đầu tư tiền kỹ thuật số. Cụ thể nó sẽ, tôi cũng chia sẻ một số những thông tin, đó là những cái điều cần biết về Bitcoin và đầu tư Bitcoin. Ví dụ như là Bitcoin là gì, đúng không ạ? Bitcoin là hàng hóa hay là tiền, đúng không ạ? Tại sao Bitcoin có giá trị? Làm thế nào để có thể mua được Bitcoin tại thị trường Việt Nam? Làm thế nào để có thể đầu tư vào Bitcoin? Chúng ta liệu rằng có nên đầu tư vào Bitcoin hay không? Nếu như bạn đang quan tâm đến tiền ảo và Bitcoin thì chúng ta có nên dành cả tuổi thanh xuân để học hỏi và trở nên giàu có hay không, đúng không ạ? Các cái nguyên lý giá trị của Bitcoin và các đồng altcoin. Altcoin là gì? Tại sao altcoin có giá trị và tại sao Bitcoin có giá trị? Chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn các cái sàn giao dịch Bitcoin và các đồng altcoin và những cái sàn giao dịch tốt nhất cho thị trường Việt Nam. Trên thị trường có rất là nhiều sàn thì giao dịch sàn nào, tại sao nên giao dịch các sàn lớn, tại sao nên giao dịch các sàn nhỏ, những cái hiểu sai lầm, những cái hiểu sai về Bitcoin và đồng tiền ảo, những ngộ nhận, đúng không ạ? Vâng, liệu rằng Bitcoin hay là thị trường altcoin có phải là bong bóng hay không, và nếu là bong bóng thì bao giờ thì vỡ? Đó là những cái câu hỏi mà chúng tôi sẽ trả lời trong phần thứ nhất, những hiểu biết về Bitcoin. Phần thứ hai thì tôi nói về những cái nghiên cứu, những cái tổng hợp kiến thức mang tính thực tế về các loại tiền kỹ thuật số hay còn gọi là altcoin, đúng không ạ? Vâng, tiền kỹ thuật số là gì? Bản chất của tiền kỹ thuật số, phân loại tiền kỹ thuật số, đó là altcoin và Bitcoin. Hiện nay trên thị trường có bao nhiêu loại altcoin các bạn có biết không ạ? Vâng, có những loại có giá trị, có những loại ít giá trị và có những loại không có giá trị. Chiến lược đầu tư top coin là gì? Thế nào là gọi là top coin, đúng không ạ? Đối với khái niệm của một nhà đầu tư, có nên đầu tư vào tiền kỹ thuật số và Bitcoin hay không? Đấy là câu trả lời, đúng không ạ? Vâng. Rồi thì lựa chọn sàn giao dịch uy tín như thế nào, đúng không ạ? Coin lending là gì? Coin MLM là gì? Rồi thì phần thứ ba chúng tôi sẽ nói các kiến thức dành cho các nhà đầu tư tiền kỹ thuật số chuyên nghiệp. Ví dụ như là các câu hỏi thường gặp của các nhà đầu tư, các cái lợi ích dành cho nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường tiền ảo này, đúng không ạ? Các cái rủi ro khi tham gia vào thị trường tiền kỹ thuật số này, đúng không ạ? Các cái tiêu chí đánh giá một cái đồng tiền kỹ thuật số có thể nói là tiềm năng hay là có cơ hội phát triển. Rồi thì sao nữa? Các cái yếu tố về tin tức trong cái quá trình đầu tư, những cái nguồn tin gì chúng ta cần quan tâm, những cái tin tức gì ảnh hưởng tới một cái mức giá của thị trường và mức giá của một loại đồng coin. Các anh chị biết rồi, thị trường chứng khoán là một cái thị trường có rất lâu đời, còn thị trường coin là thị trường khá là mới, mới chỉ có khoảng 2-3 năm trở lại đây bùng nổ ở trên thế giới cũng như ở tại Việt Nam. Vậy các kiến thức về phân tích kỹ thuật cho thị trường coin được học hỏi hoàn toàn từ thị trường chứng khoán sang, và đặc biệt đó là thị trường chứng khoán Mỹ, nó liên kết mật thiết với thị trường coin về mặt chỉ số kỹ thuật, có đúng không ạ? Vâng, thế thì người ta nói là thị trường chứng khoán cũng như là thị trường coin, đặc biệt là thị trường coin là thị trường tin đồn, bởi vì nó ảnh hưởng giá lên giá xuống bởi thị trường tin đồn.
chúng ta làm thế nào để kiếm được thông tin tốt, kiểm chứng được thông tin đó tốt, đúng không ạ? Rồi thì chúng tôi sẽ chia sẻ những cái kiến thức về cách thức kiếm tiền từ các đồng coins, đúng không ạ? Ví dụ như là chúng ta sẽ trade coins, tức là chúng ta sẽ mua bán trở thành các nhà đầu tư, đúng không ạ? Mua đi bán lại các đồng coin, đúng không ạ? Chúng ta có thể đào coin, chúng ta nên đầu tư lắp máy và đào coin những cái đồng tiền đó, được chưa ạ? Chúng ta có thể là gì ạ? Bán các phần cứng hoặc là phát triển các phần cứng. Thí dụ như là nhờ có thị trường coin phát triển cho nên là các công ty sản xuất các đồ họa trở nên vô cùng là làm ăn phát đạt, giá cổ phiếu tăng cao và giá của sản phẩm cũng tăng cao, có đúng không ạ? Vâng. Rồi chúng ta cũng có thể là phát triển phần mềm hoặc là tham gia bán các phần mềm, ví dụ như quản lý tài khoản, ví điện tử, phát triển ví điện tử, bán các phần mềm như vậy cho những người chơi coin. Bởi vì trong lĩnh vực coin phát triển thì những cái phần mềm liên quan đến thị trường coin, liên quan đến các đồng coin đều có cơ hội phát triển, được chưa ạ? Rồi thì sao nữa? Các bạn cũng có thể là phát triển các cái sàn giao dịch, hoặc là các bạn có thể là rep những cái đồng coin đó, hoặc là cũng có thể rep những cái sàn giao dịch đó để mình kiếm lời. Rồi thì chúng ta cũng có thể là gì ạ? Phát triển các dự án ICO, trực tiếp mua bán các đồng coin hoặc là bán buôn các đồng ICO. Rồi thì chúng ta cũng có thể làm sao ạ? Tự sản xuất ra chính cái đồng coin của chính mình, đúng không ạ? Vâng. Rồi thì chúng ta cũng có thể đào tạo trở thành các nhà đầu tư, hoặc là chúng ta cũng có thể trở thành các nhà đầu tư để kiếm lời. Chúng ta cũng có thể là gì ạ? Ủy thác đầu tư. Chúng ta cũng sẽ gì ạ? Quan tâm đến những cái yếu tố liên quan đến cái việc kiếm tiền từ một đồng coin. Có rất nhiều cách kiếm tiền tôi vừa liệt kê với các anh chị, đúng không ạ? Đó. Thế rồi chiến lược đầu tư của chúng ta là những chiến lược gì? Chúng ta tuân thủ theo các cái chiến lược về đầu tư. Trong quá trình đầu tư coin nói riêng và đầu tư vào các cái lĩnh vực như chứng khoán, như Forex hay là bất động sản vân vân. Nói tóm lại là lĩnh vực đầu tư tài chính thì chúng ta cần phải có các chiến lược. Ví dụ như là chiến lược exchange, tức là chúng ta là trở thành trader, đúng không ạ? Rồi thì chiến lược lựa chọn sản phẩm, lựa chọn các cái đồng coin của chúng ta như thế nào. Rồi thì chúng ta sẽ cần phải biết phân tích kỹ thuật. Chúng ta sẽ cần phải hiểu là đường BB hay còn gọi là đường Bollinger Band là đường gì, đúng không ạ? Đường AM hay còn gọi đường AM là đường gì. Các cái công cụ mà để giúp chúng ta phân tích kỹ thuật, chúng ta đọc hiểu như thế nào. Các loại nến, đúng không ạ? Nến xanh là gì, nến đỏ là gì, nến thân ngắn dâu dài là gì, ý nghĩa của nó ra sao, đúng không ạ? Bóng nến như thế nào, thì chúng ta sẽ có thể học qua công cụ có tên là TradingView. Chúng ta vào TradingView.com, tôi sẽ hướng dẫn các anh chị. Toàn bộ những cái chỉ số trong đó chính là những cái chỉ số mà người ta dùng để phân tích thị trường chứng khoán, đặc biệt là thị trường chứng khoán Mỹ, đúng không ạ? Thế rồi thì chúng ta có thể học cách dự đoán các xu hướng giá lên, giá xuống thông qua phân tích kỹ thuật và thông qua các việc là kết hợp với các tin tức và kinh nghiệm của bản thân. Chúng ta sẽ xác định các cái cặp giá mua bán của các đồng coin hoặc là các cái cặp mà bài trùng của các đồng coin, đúng không ạ? Rồi thì các cái phần mềm hỗ trợ trong quá trình chúng ta trở thành nhà đầu tư và chơi coin chuyên nghiệp. Thế rồi thì tôi cũng chia sẻ với các bạn về chiến lược đầu tư ICO hay còn gọi là ICO, đúng không ạ? Vâng, thế thì rồi thì chiến lược đầu tư dưới dạng là margin trading hay là margin lending. Thì margin trading là gì, đúng không ạ? Chúng ta nghe những khái niệm nó rất là lạ như vậy. Và chơi margin là một cái cách thức vô cùng thông minh để giúp các bạn tăng tài sản rất nhanh, tăng gấp đôi gấp ba lần so với bình thường, có đúng không ạ? Thế rồi thì chúng ta sẽ cần phải biết cách quản lý vốn, cách phân bổ vốn, cách mua các đồng coin theo vốn của mình và cách tuân thủ việc là các đồng coin của mình là phải đạt các cái target về lợi nhuận. Chúng ta phải biết hiểu tâm lý đám đông, chúng ta cần phải biết hiểu tâm lý của những người chơi khác, của các cá mập trong các giới tài chính này, đúng không ạ? Chúng tôi cũng sẽ trình bày với các bạn các cái nguyên tắc, nguyên lý đầu tư căn bản và ít khi có sự thay đổi, tức là đó là những nguyên lý kinh điển chúng ta sẽ cần phải xem. Ví dụ như là những cái nguyên lý là không bỏ trứng vào một giỏ, đúng không ạ? Không thử độ sâu của dòng sông bằng cả hai chân. Nguyên lý bình quân giá mua, bình quân giá bán. Rồi thì
xác định các cái tỷ lệ tối thiểu và tối đa, đúng không ạ? Rồi thì đặt các nguyên tắc về margin, đặt các cái target về lợi nhuận, đúng không ạ? Thế rồi thì chúng ta cũng sẽ học hỏi để mà chúng ta có thể phát triển thêm đối với cái thị trường coin vẫn còn rất mới và gây tranh cãi như thế này. Thì chúng ta được biết rồi, cứ cái gì mới, cái gì mà gây tranh cãi, mà cái gì mà tăng trưởng nhanh, lên nhanh, sụt trồi nhanh, thì đấy chính là thị trường giúp cho chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền. Không thể phủ nhận rằng là thị trường coin hay còn gọi là thị trường kỹ thuật số đã sản sinh ra một tầng lớp các tỷ phú đô la, các triệu phú đô la rất trẻ tuổi, thường là 9x hoặc 2000, trẻ về mặt tuổi tác, đúng không ạ? Và nhanh về mặt thời gian, nhiều về mặt số tiền. Các học trò của tôi, những người chơi coin trước tôi rất nhiều, một năm trước, một năm rưỡi trước, với sự may mắn của thị trường, với cái quá trình tìm hiểu, với cái quá trình chơi, thì các bạn ấy đã thành công và đã kiếm được hàng triệu đô la. Đối với thị trường Việt Nam, một nhà đầu tư kiếm được một vài triệu đô la Mỹ từ thị trường coin không phải là hiếm. Bởi vì Việt Nam chúng ta là một trong 4 quốc gia dẫn đầu thế giới về lượng người chơi và khối lượng chơi cũng như là kinh nghiệm chơi về thị trường coin. Cho nên nếu trong thị trường coin, thị trường tiền kỹ thuật số, thì Việt Nam là một đất nước mà có kinh nghiệm cũng như là có số mã trên thị trường. Có 4 nước như tôi vừa nói, đó là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam, đúng không ạ? Tôi không biết xếp theo thứ tự như nào, nhưng tôi nghĩ rằng Việt Nam sẽ phải đứng thứ 3, thứ 4 thế giới. Chắc có lẽ chỉ có sau Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Đó, tôi cũng không biết là Việt Nam có ngang ngửa với Trung Quốc hay không, Việt Nam có ngang ngửa với Hàn Quốc hay không. Nhưng mà tôi biết rằng là Nhật là quốc gia mà người ta ủng hộ cho việc chơi Bitcoin và các đồng coin. Và bản thân Bitcoin cũng được người ta đồn đoán là được sản sinh bởi một người Nhật có tên là Nakamoto. Cái đó chính là những cái lý do mà tôi khiến tôi có cái động lực thôi thúc để chia sẻ những cái kiến thức, kinh nghiệm của tôi chút ít về thị trường này, giúp các anh chị và các bạn có cái nhìn tổng quát hơn, có thêm những cái thông tin để tham vấn, tham khảo, quyết định là có đầu tư hay không, đầu tư rồi có thắng hay không, và target các cái mục tiêu về tài chính của mình như thế nào. Đó chính là cái ý nghĩa mà tôi đã xây dựng cho khóa học này, và cũng sẽ liệt kê cho các bạn những cái nội dung như vậy, đúng không ạ? Những ai là người nên tham gia vào khóa học này? Những người đã và đang đầu tư vào thị trường coin, những người sắp sửa đầu tư vào thị trường coin, những người mà muốn kiếm tiền từ thị trường coin, thị trường tiền kỹ thuật số. Tôi hỏi những cái nhà đầu tư và tôi nhận ra một điều mà rất phi lý, đó là rất nhiều nhà đầu tư không hề được học hành, không hề được đào tạo, không hề có kiến thức, cứ lao vào chơi, lao vào chơi, lao vào chơi. Và phần lớn 60-70% số đó là đều bị mất tiền, hay còn gọi là bị chia tài khoản. Chia tài khoản là một khái niệm là gì ạ? Bạn vào 10.000 đô, bây giờ nó chỉ còn có 3.000. Đó, bị chia tài khoản. Vì sao? Vì mình không am hiểu về thị trường. Mình nghe bóng, nghe gió, mình thấy hay quá, mình vội vã mình vào. Nhiều bạn vào Bitcoin lúc 17.000 và bây giờ nó chỉ còn 10.000. Rồi thì chưa kể đến là mua Bitcoin xong đó lại mua các đồng coin rác khác và bị mất tiền, không lấy lại được, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta không hiểu về các nguyên tắc đầu tư, không hiểu nguyên tắc bảo toàn vốn, có đúng không ạ? Vâng, đấy là một số những cái lời khuyên của tôi. Và những bạn trẻ, những người mà khao khát tìm hiểu về Bitcoin và những đồng tiền ảo, những người muốn làm giàu từ lĩnh vực coin, đặc biệt là kiếm rất nhiều tiền. Tôi có thể khẳng định là kiếm rất nhiều tiền. Trong thị trường coin kiếm 100, 200, 300 triệu một tháng thực sự không phải là khó. Còn kiếm nhiều hơn thì tôi nghĩ là hơi khó. Đấy, chỉ còn như tôi được biết là với một bit, nếu như các bạn đánh khéo thì một tháng các bạn cũng có thể sinh lời nửa bit đến một bit là chuyện bình thường, bằng cách các bạn vào lệnh, ra lệnh rất là đẹp, đúng không ạ? Các bạn kết hợp thêm margin và các bạn kết hợp thêm lending cho sàn vay và vay của sàn rất là tốt, có nhiều cách để kiếm tiền, đúng không ạ? Vâng, đó là những người nên tham dự khóa học này. Thế còn làm thế nào để học cái khóa học này hiệu quả? Thì thứ nhất là chúng ta hãy bỏ thời gian ra nghe đi nghe lại các video của giảng viên là tôi, đúng không ạ? Sau đó thì các bạn sẽ vận dụng vào quá trình kinh doanh của mình, quá trình đầu tư của mình, và xem các lý thuyết như vậy, và sau đó phát triển những cái kinh nghiệm của bản thân. Bởi vì các lý thuyết này là các lý thuyết cơ bản,
nó không thay đổi, đúng không ạ? Còn thị trường nó có thể thay đổi, nó có thể có những cái nguyên lý mà rất là khác biệt, đúng không ạ? Nó có một cái nguyên lý đấy là không có nguyên lý nào, nó có một cái quy tắc đấy là không có quy tắc nào, nó có một cái quy luật tức là không có quy luật nào. Vì thế cho nên là chúng ta ngoài những nguyên tắc cơ bản và phân tích kỹ thuật thì chúng ta sẽ có những nguyên tắc chúng ta phải cần phải phán đoán, đúng không ạ? Vâng. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ kết hợp với quá trình chúng ta mua, chúng ta bán, chúng ta gia nhập các cái kênh Telegram hoặc là các cái Facebook group hoặc là những cái nhóm kín để chúng ta nhận các cái kèo về giao dịch rất là tốt, đúng không ạ? Để chúng ta có thể sinh lời và kiếm được tiền từ thị trường này. Thị trường này là một thị trường mà tiền từ trong túi người này sẽ chạy sang tiền trong túi người khác. Nếu như chúng ta không có kiến thức, chúng ta không biết quản lý vốn, chúng ta không biết hiểu biết về các đồng coin, chúng ta không biết các nguyên tắc đầu tư thì đó sẽ là một thảm họa, đúng không ạ? Rất nhiều người tôi hỏi đã mất tiền, rất ít người là tôi hỏi là kiếm được tiền. Vậy những người mất tiền sẽ dồn rất nhiều tiền đó cho một vài người kiếm được tiền. Và tôi hy vọng các bạn là người không mất tiền. Tôi hy vọng các bạn là người kiếm được nhiều tiền, kiếm được rất nhiều tiền. Đó là ý nghĩa của cái khóa học này. Và tôi tin rằng với những cái thông tin mà chúng tôi đã tìm hiểu, nghiên cứu một năm nay và bây giờ thì chúng tôi mới sản sinh khóa học, sau một thời gian đầu tư coin, sau một thời gian mua bán coin, sau một thời gian tham gia vào thị trường ICO, sau một thời gian nghiên cứu rất nhiều về blockchain và gặp gỡ những chuyên gia nước ngoài cũng như là những cái chuyên gia thực sự ở trong nước, học hỏi và lấy kinh nghiệm từ phía họ, thì chúng tôi là có một đội ngũ ekip xây dựng nên cái bài giảng này cùng với tôi là giảng viên Phan Anh. Và trực tiếp tôi sẽ là người giảng dạy và chia sẻ với các anh chị. Rất mong là những kiến thức ít ỏi của tôi có thể giúp ít cho các anh chị ít nhiều. Ít nhất là giúp các anh chị không bị mất tiền. Thứ hai là giúp cho anh chị nếu như chuẩn bị chơi thì có kiến thức trước khi chơi. Thứ ba là các anh chị kiếm được tiền. Và thứ tư là giúp các anh chị kiếm được rất nhiều tiền nếu như các anh chị tuân thủ đúng các nguyên tắc và kết hợp với cái trí tuệ của bản thân và cái sự may mắn nữa. Tôi tin chắc chắn rằng thị trường tiền kỹ thuật số, thị trường coin sẽ là một thị trường tài chính phái sinh bùng nổ trong những năm tiếp theo cùng với thị trường chứng khoán Mỹ và những cái nền tảng đầu tư khác. Hiện nay trên thị trường đang có rất nhiều nhà đầu tư đang kiếm được tiền, trẻ tuổi và thành công. Tôi tin rằng các bạn cũng có cơ hội như vậy. Nếu các bạn thấy hứng thú với khóa học này, xin hãy đăng ký mua ngay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.